Bây giờ nếu mà cũng có năm nữa anh chị mình lấy giấy cặp cái điện thoại ra đó, mình mời bà con bạn bè đi chơi đâu đó ăn tiền xong quẹt ở đây là biết phiếu cuối giờ năm nữa. Thôi mà hỏi như em nghĩ như đây cũng được vậy. Cái năm quá năm rồi. Đúng rồi, đông quá trời, bây giờ vô mấy chỗ đâu ngồi. Đó, nó cũng người ta đứng quá trời. Mấy mấy anh về bớt đi được mấy anh. Rồi bây giờ quý vị cũng giá đầu tư liền tay nha, 30.000 đồng cho mình là vé gì? Dạ anh chưa có vé không đủ vé, có vé bắt đầu chuẩn bị chờ xuống. Bay gì đã bay gì đã ai chưa có gì em giơ tay giùm em quý vị ơi. Bay gì đã bay gì đã bay gì đã tu gì đã bay gì đã bay gì đã bay gì đã nghe chúng ta chúng ta bay gì đã bay gì đã anh là cũng tập la cũng tập la hay anh cũng tập la cũng tập la tay 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 chào mẹ hay anh cũng tập la cũng tập la cho em nắm nhà rồi dắt em vô mộng muốn làm gì làm sao dễ vậy hay cho em 10.000 rồi dắt em vô nhà muốn làm gì làm cho em thêm 5.000 rồi anh sẽ cho thêm 10.000 rồi sao nó không có thuộc lại bay gì ra bay gì ra tôi thì ra bay gì ra quý vị giơ tay giùm em nha chúng ta sẽ được tổng kết để lại một lời nhắn tin này khá mức như nào các chị ơi giơ tay lên bay gì ra bay gì ra bay gì ra mùa xuân tiền người dân quê ta đất trời trong mắt về tới một nhà móc ghế đà móc ghế đà mây thì ra xuống thì ra mây thì ra mây thì ra mây thì ra xuống thì ra mây thì ra cho nên nếu quý vị không còn một vé nữa thì em cứ tổng kết vé tại đây hả sao đó. Trong pha còn hai ghế chót đó lại lùng năn nỉ khán giả mua đi chị mây thì ra xuống thì ra mây thì ra đó lộ lộ còn chiếc tay ba vé ở đây tay phải còn ba vé, tay trái còn bốn vé là bảy vé quý vị. Người ta thường nói ba chìm bảy nổi chín lên đơn. Và ai mua bảy vé thì chúng ta sẽ có cơ may dần qua những chuyện này được đặt trong vòng loại này. Rồi giơ tay giùm em à, những vé chót vô vô. Và người ta cũng thường nói là 7 lần 7 49. Nếu như mà quý vị không mua bảy cái tờ vé này thì bị lộ 49 ngày sau. Sẽ phát huy thì đủ cái đòn mới đúng quý vị. Chị kể cho em nghe về cuộc đời của chị.
đời tôi không bà bao tô. Tôi mới lắm tôi bước lên giang hồ ơi, bắt giao đi mưa thăm đại bàng. Ngày ngày tôi năm quê kiếp mưa ghê quá, rồi còn còn nghe tình sẽ tan ao. Đại ca tôi giống bước lên qua đời, dĩ nhiên tôi lên thăm đại bàng. Chui tay tôi bao đàn em, đàn em tôi sống hai ngày này mà đâu đi lên cây cầu sâu sao. Chết chết thằng kia tôi đặt chân, thật nhìn nó bị bắt vô chạy giam. 28